và cảm ơn một lực lượng hùng hậu của anh em cai đoàn ra trường của giáo xứ rất là trẻ trung mà lớn. Chúc các anh luôn dồi dào sức khỏe, phục vụ đông đồ rất đắc lực. Thưa quý vị, niềm vui vẫn còn được nối tiếp nữa. Tuy nhiên, để cho đám cưới trọn vẹn ý nghĩa đúng với tập tục của các bậc tiền nhân, xin trân trọng kính mời hai vị đại diện của hoạt động nam nữ.